Hello các anh chị, mình tên là Vân Nguyễn, đại diện công ty GDS và Help Group. Hôm nay Vân muốn chia sẻ một chủ đề là vì sao bảng giá menu điện tử được ưa chuộng trong nhà hàng Việt hiện nay. Với những lý do nổi bật như sau: bảng giá trình bày rõ ràng, hình ảnh món ăn sống động, giúp kích thích thị giác cho người khách và chỉnh sửa update giá cả được nhanh chóng, đặc biệt là tăng tính thẩm mỹ chuyên nghiệp nhà hàng mình. Vậy thì muốn thay đổi chỉnh sửa giá sẽ như thế nào? Rất là đơn giản các anh chị nhé. Anh chị chỉ cần gửi menu giá mới về cho bộ phận thiết kế video của GDS, đội ngũ kỹ thuật sẽ chỉnh sửa cập nhật menu mới trong vòng 24 đến 48 tiếng. Thông tin giá mới sẽ được cập nhật trực tuyến từ xa, anh chị không cần phải tháo gỡ thiết bị và gửi về cho công ty. Nhanh, đẹp, tiện lợi và sang trọng là tiêu chí hàng đầu mà bảng giá menu điện tử mang lại đến cho tất cả các anh chị chủ nhà hàng bà Bô bà Chi. Xin hãy gọi ngay cho GDS Việt Help Group để được trải nghiệm và demo tư vấn hoàn toàn miễn phí qua số toll free của công ty GDS toll free 1-888-389-7240, Houston, Texas 1-888-858-5883 Virginia, Maryland, Washington DC 1-888-678-8889. Vân Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại. Bye.